Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà, Tiểu Vy lên chức chủ tịch khiến khán giả bất ngờ. Ngày 20 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ từ thiện Suối Mắt Từ Tâm đã chính thức ra mắt với những dự án ý nghĩa đối với cộng đồng, sẽ thực hiện trong thời gian tới, với tinh thần xoa dịu nỗi đau bằng những điều mát lành từ tâm. Suối Mắt Từ Tâm là câu lạc bộ thiện nguyện được thành lập nhằm kết nối các cá nhân, đoàn thể và cộng đồng để cùng chung tay thực hiện các dự án thiện nguyện trên cả nước. Cụ thể, câu lạc bộ sẽ hỗ trợ giúp đỡ những trường hợp ngặt nghèo, khẩn cấp, các trường hợp chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và dịch bệnh, song hành và tạo tiền đề phát triển ươm mầm tri thức đối với thế hệ trẻ. Câu lạc bộ cũng là nơi xây dựng môi trường và chiến dịch nhân ái truyền cảm hứng đến thế hệ trẻ và rút ngắn khoảng cách giữa các thế hệ cùng nhau xây dựng, phát triển các dự án thiện nguyện. Câu lạc bộ thiện nguyện Suối Mắt Từ Tâm sẽ cho ra đời những hoạt động xã hội, những dự án xây dựng và cải tạo các công trình có giá trị hưởng thụ lâu dài, không chỉ tạo dựng nên những giá trị vật chất hữu hình mà sẽ là tiền đề cho những hy vọng hướng về một cuộc sống tốt đẹp hơn, chất lượng cuộc sống. Những dự án truyền cảm hứng đã đi qua không chỉ mang tới những câu chuyện về tình người, lòng nhân ái, mà hơn hết đó còn là tôn vinh giá trị của những điều tử tế của những tấm lòng vàng trong xã hội. Câu lạc bộ Suối Mắt Từ Tâm do bà Phạm Kim Dung sáng lập và làm chủ tịch. Câu lạc bộ có 4 đồng chủ tịch bao gồm Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà. Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh giữ vai trò phó chủ tịch thường trực câu lạc bộ. Ngoài ra, Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh là phó chủ tịch câu lạc bộ. Tại buổi ra mắt câu lạc bộ, Hoa hậu Hà Kiều Anh đã trao tặng số tiền 200 triệu đồng để thực hiện các dự án từ thiện sắp tới. Câu lạc bộ cũng có sự tham gia của các thành viên là những gương mặt uy tín đang hoạt động sôi nổi như Kiều Lan, Tường Sang, Phương Anh, Ngọc Thảo, Thúy An, Diễm Trang và người đẹp nhân ái Huỳnh Nguyễn Mai Phương. Chia sẻ tại chương trình, bà Phạm Kim Dung, chủ tịch câu lạc bộ Suối Mắt Từ Tâm cho biết từ chính những chương trình hoạt động nhân ái của cuộc thi Hậu Việt Nam đã góp phần lan tỏa và kết nối được nhiều tấm lòng thiện nguyện. Đây là nguồn cơn khởi điểm để bà ấp ủ xây dựng một địa chỉ từ thiện với sự đồng hành của các nhà hảo tâm và các hoa hậu á hậu. Bà Phạm Kim Dung cho rằng, công tác thiện nguyện là sợi dây kết nối không giới hạn những tình nghĩa mà chúng ta chia sẻ cho người khác. Xuất phát từ suy nghĩ, cho đi là còn mãi, cho đi là còn lại, chúng tôi cùng các bạn Hoa hậu Á hậu, các mạnh thường quân cùng thực hiện các hoạt động chia sẻ các hoàn cảnh ngặt nghèo trong xã hội, để cùng lan tỏa tinh thần thiện nguyện nhiều hơn. Và việc có một câu lạc bộ là nơi đi về của những tấm lòng từ thiện với nhau, thì cơ hội lan tỏa điều đó sẽ rộng rãi hơn. Chúng tôi mong rằng mình là những dòng suối nhỏ len lỏi và mang đến những điều mát lành cho mọi người. Suối thì có thể sẽ cạn, nhưng suối từ tâm, từ tim thì chắc chắn không thể cạn. Hy vọng điều này sẽ tồn tại và len lỏi qua nhiều nơi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.